Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng 2023. Tính ra là cái khóa học đầu năm này nó mang đến rất là nhiều cái điều lợi ích và cũng rất nhiều niềm vui cho chúng ta nghe. Thưa đại chúng là hôm nay chúng ta vẫn đi vô một cái bài học đầu năm và bài này bài thứ hai của Bồ Đề Đạt Ma Ngộ Tánh Luận. Các vị thấy mình chép trên bảng đây ghi đoạn thứ hai và nối tiếp đoạn hôm qua mình giải thích cái văn bản này để cho các vị có một cái niềm tin vững chắc đối với pháp đại thừa nghe thực ra lời mở đầu buổi học mình nói như thế này để nhắc dẫn đại chúng đi vô cái phần rất quan trọng đó là thiền tập nó rất cần cái nền tảng căn bản để đi vô nếu ta không có nền tảng căn bản của những buổi thực tập từ chánh đạt giác dẫn thì rất khó đi vô cái nền tảng của đại thừa liễu đạt tâm nghe và khi liễu đạt được tâm đương vào cái con thuyền đại thừa để đến được quả vị phật thì cái điều đầu tiên không thể thiếu đó là cái bước hành trì vô cùng căn bản của thiền tập cho nên hai điều này nó hỗ tương nhau dắt dẫn nhau và vô hình chung trong những lớp học đầu năm của chúng ta năm nay nó có được cái sự nhịp nhàng đồng bộ giữa truyền thống thiền rất là căn bản để các vị đi vô để các vị có thể thâm đạt được cái dòng chảy của thiền đấu ngộ nếu không có nền tảng căn bản của thiền tập từ tứ niệm xứ thì các vị không có Binh ta vào đâu mở được cánh cửa này để đi vô đâu nghe Và cái văn bản này nối tiếp văn bản hôm qua Mình có giải thích một chút nhưng mà không có chép lên bản Tam giới giả Tham sân si thị Tam giới là gì? Tam giới đó là tham sân si thôi chứ không có chi lạ hết Thảng tham sân si vi giới định tuệ lật ngược tham sân si thì đó là giới định tuệ tức danh siêu tam giới ấy gọi là vượt tam giới lâu nay mình nghe trong phật giáo truyền thống cái từ gọi là siêu việt tam giới siêu việt tử sinh mình tưởng đâu cái chuyện này là cái chuyện phải chấp cánh bay bay tới ngàn vuông cõi nước nhưng mà thưa các vị vượt tam giới đoạn sạch truyền não tử sinh nó không hàm nghĩa rằng làm cái gì cả mà các vị quay ngược về nơi tự thân mình gạn lọc sạch cái tâm thức tham sân si của các vị thì liền tức khác các vị vượt được ba cõi sáu đường chứng nghiệm được thể pháp thân thành tựu được quả vị chánh giác đây là câu nói của ngài bồ đề đặng ma nghe chứ không phải mình nói đâu và khi chúng ta có được sự tu tập nhất định có công phu thiền tập nhất định thì mới tin điều này nghe còn chưa đi do học hiểu chánh pháp chưa có công phu thiền tập thì thưa đại chúng rằng ta bị kinh sách từ ngàn xưa để lại và cộng với sự giải thích của các thầy cho nên vượt tam giới nó hà nghĩa rằng tu tam a tăng kỳ kiếp chấp cánh bay về tới phương nào có nước nào mới gọi là vượt tam giới trong khi với thiền sư phật pháp rất hiện thực ngay bây giờ ngay nơi đây ngay nơi tháng tám này cho nên vượt tam giới không hàm nghĩa là làm cái gì gây gớm cả mà các vị dội ngược ánh sáng của tâm thức chiếu sáng từng cái ý niệm buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn đó là mình nói cái ngọn nghe nói cái gốc chiếu sáng từng cái tâm hành của tham của sân của si thì tức khắc ngay nơi đó giới định tệ liền có mặt cũng ngay như đó liền thành tựu pháp thân liền vượt tam giới đây là câu đầu nghe câu thứ hai Nhưng tham sân si diệt vô thật tánh tức là thực ra thì tham sân si nó không có bản chất thật bao giờ đảng cưới chúng sinh như ông nhi như ông hỷ do chúng sinh chìm trong mê mờ lầm lạc do họ quan niệm như vậy họ đồng thuận với nhau như vậy thế cho nên vì căn cơ văn hóa chúng sinh trình độ hiểu biết chúng sinh cho nên ngàn thánh thiết lập ra đây là tham đây là sân đây là si nhưng mà nhìn kỹ thì bản chất của tham sân si này nó không có thật nó vốn là như quyển nghe nhược năng phản chiếu liệu liễu kiến tham sân si tánh tức thị phật tánh nếu có khả năng quay ngược ánh sáng tâm về nhìn tỏ tường từng cái tham cái sân cái si thì ngay nơi tham sân si đó chính là phật tâm hiển hiện tức là cái thực tánh của tham sân si đích thực là tánh phật từ câu này đây tham sân si ngoại cánh vô biệt hữu phật tánh ngoài cái tánh tham sân si này không có phật tánh nào khác cả tức là cái nền tảng sinh ra tham sân si đó đích thực là tánh phật bất động Do vậy cho nên ngoài cái nền tảng để sinh tham sân si này không có Phật tánh nào để em tìm cả. Thế rồi quay ngược lại nói một cách dễ hiểu hơn theo cái cách thầy Phước Tịnh. <laughs> nói đi nói về cũng dùng cái cách của mình nói nghe. Tham sân si và cái người quan sát tham sân si nó không cách nhau đường tơ cái tóc nào cả. Một là anh đồng nhất anh vào cái tham cái sân cái si anh thấy anh là buồn là giận là ghét là thương hai anh quan sát tham sân si thì ở nơi đây gọi là liễu liễu kiến tham sân si tánh tức phi phật tánh chỉ cần an trú trong trạng thái tâm quan sát tỏ tường từng ý niệm buồn vui từng cảm thọ buồn khổ bất an thậm chí cảm thọ sầu khổ cảm thọ thất vọng thất tình vân vân có một ngàn cái thất chứ không phải vài ba cái thất đâu nghe nếu có thể quay ngược lại nhìn nó cho tỏ tường thì ngay tức khắc cái nhìn ấy là phật tánh dễ hiểu không quá dễ hiểu thế nhưng mà câu hỏi thứ hai khó hơn nè làm được không <laughs> do vậy thưa các vị tu không có hàm nghĩa gì ghê gớm cả cũng không hào nghĩa rằng lại phật lực cực từ ngày không hàm nghĩa rằng phải chạy theo ông thiền sư A, thiền sư B nắm áo ông đi làm cái chi không cần tôn bên ai cả tại vì trong bản chất các vị đều có vị Phật bất động nghe nói như thế không hàm nghĩa anh bất hiếu nghe nói như thế để bớt đi cái tính nô lệ thần thánh nô lệ những người mà chúng ta tưởng chừng như họ là thánh giữa nhân gian như kỳ thực các vị nên quay ngược về vị thánh trong các vị vị Phật trong các vị hãy thương Phật của mình hãy tôn trọng vị Phật của mình và ngưỡng mộ vị Phật của mình sống với vị Phật của mình và sống vị Phật của mình không hàm nghĩ gì xa xôi hết cả không có tìm cầu phương đông phương tây gì cả mà các vị chỉ cần làm một việc khi có tham có sân có si các vị liễu liễu kiến nó thôi tức là thấy nó tỏ tường quan sát nó tỏ tường thôi có buồn, có vui, có hờn, có giận, có lo lắng, bất an, có sầu tư, khổ não, vân vân. Mọi xúc cảm sinh ra trong các vị, mọi ý nghĩ đang ngược xuôi trong các vị, chỉ cần làm một việc, đó là quan sát đó, thì các vị đang sống với ông Phật của chính mình. Sống với vị đại giác như lai của chính mình nghe. Đây là một câu dẫn chứng để cho các vị am tường pháp hành trì của chúng ta. Tuy nhiên, xin lặp lại nơi đây. Nếu ta chưa từng đi vào công vô thiền tập, từng bước từng bước nhận diện ngoại tâm hành, từng bước từng bước an trú trong trạng thái tâm luôn là người quan sát. Thì không có khả năng đi vô cái chiều sâu này nghe, không có khả năng liễu đạt được cái gì là tâm đang quan sát, cái gì là những đối tượng đang bị quan sát. Ngay cái điều này đã khó khăn cho chúng ta rồi. Cho nên anh nhớ hãy bắt đầu bước vào công trình tu tập từ những bước rất căn bản. Mai văn thai, lớp học của chúng ta, tự nhiên vô hình trung tổ chức nó hình thành một cái sinh hoạt rất là nền tảng cho công phu tu nha. Đôi khi mình có chút thì giờ mình ngồi lắng nghe anh Chánh Đạt, anh nhắc dẫn một buổi thiền tập mình thấy đúng là cái nhân viên Phật Pháp rất lành, làm thành lớp học vô cùng khó kiếm nghe cái này không phải mình khen mình làm chi đâu nó là sự thật ông bà ta có nói câu mèo nó đâu cần khen mèo dài đuôi đâu đuôi nó dài rồi không cần khen <laughs> thế là kết của đoạn này Khá lý thú nè kinh văn kinh văn tức là kinh nói rằng chư phật tùng bản lai thường xử ư tam độc trưởng dưỡng ư bạch pháp nhi thành ư thế tôn kinh dạy rằng chư như lai trong quá khứ từ xưa tới giờ tùng mãn lai là từ xưa tới hôm nay nha thường ở nơi tam độc thường xử ư tam độc là thường trú trong tam độc thường ở trong tam độc thường xử lý tam độc để làm chi mà nuôi dưỡng pháp lành bạch pháp là pháp lành nghe cái từ này nhiều hàm nghĩa thứ nhất là pháp lành thứ hai pháp giải thoát pháp lành là nền tảng sinh ra phước hữu lậu để làm thành chi để làm thành 32 tiếng tố 80 vẻ đẹp tam minh lục thông pháp giải thoát là chi thưa các vị pháp giải thoát đó là trí tuệ của như lai chứng nghiệm được tự tánh giải thoát chứng nghiệm được pháp thân cái này là phước cái này là trí cái hai điều này đó cộng lại nó điều từ nền tảng của chi từ nền tảng của cái chữ bạch pháp tới rồi bạch pháp sinh ra từ đâu? từ tam độc nghe mười phương chứ như hai ở trong tam độc mà nuôi dưỡng pháp lành nuôi dưỡng bạch pháp nuôi dưỡng pháp giải thoát và cuối cùng là làm là làm cái chi cuối cùng là thành tựu được quả vị chánh giác tức là thành tựu vị thế Tôn đây là được trích từ trong công từ trong câu kinh đây là đoạn đầu của ngộ thánh luận mình dẫn giải ra để cho đại chúng có niềm tin nghe mười phương chư như lai thường ở nơi tam đạo nuôi dưỡng các pháp lành mà thành tựu chánh giác dường như mình có dịch cái đoạn này mình chép cái đoạn dịch này trước rồi chúng ta sẽ giải thích cái văn bản này và liên hệ đến cái bài kệ để chép cái này trước nha thì xóa đi đây là dịch bốn câu chữ hán vừa rồi chư phật xưa đến nay thường ở nơi ba độc nuôi dưỡng pháp thanh tịnh thành tựu quả giải thoát một cái điều kế tiếp gợi ý là đại chúng có thể tìm đọc Đạt Ma Ngộ Tánh Luận nha. Cái này hồi xưa thì Trúc Thiên đã từng dịch. Nhưng mà cận đại không biết trên website người ta có dịch bỏ lên không. Các vị tìm thử xem rồi các vị đọc văn bản này nha. Rất hay. Đó là điều thứ nhất. Xin gợi ý để cho đại chúng chép văn bản này rồi chúng ta tính tới. Rồi, giờ xóa cái bản này nghe. Kiếm thêm việc nữa. Mình sẽ đi vô vấn đề hôm nay. Đó là vấn đề thứ hai. Đúng ra thì hôm qua chúng ta có một vấn đề là ly tướng. Là tu tập đạt đến giác ngộ. Hôm nay thì chúng ta đi vô cái phần này. Đó là chi? Tin tự tâm là tin pháp đại thường á. Cái niềm ước chung của chúng ta đó là Làm thế nào tu để vượt thoát tử sinh Nghe nói chứng niết bàn Thì ta không biết niết bàn đó là sao <laughs> Chuyện nó chưa tính Thế nhưng mà quan trọng là thế này Quan trọng đó là làm thế nào Trong một đời sống này Những buồn khổ bất an Những lo lắng ưu tư Những sinh lý tử biệt Nó có xảy ra nhưng mà nó không có làm Cho ta bị hoàng hoại trong nỗi khổ Không có nhân chìm ta không có làm ta mất ăn mất ngủ vẫn bình chân như vậy nhìn cụ thể đến đi nhìn sinh diệt đến đi và nhìn mọi việc trôi ngang trước mắt ta một cách rất là bình ổn lòng ta đành rằng nó cũng có chút xe sát buồn nhưng không đến đổi Vì nhận chìm cái khổ đau đây là cái điều quan trọng nghe khi làm được điều này thì cái hứa hẹn là chúng ta sẽ làm được điều tuyệt vời đó là chi đến đi trong cõi mộng mị này rất thông dâu ngang sống ư rất vui chết ư rất vui và gần hơn nữa nếu người thực sự có tu tập thưa các vị thì các vị sẽ cảm nghiệm được điều rất đơn giản là giữa ngàn muôn người vũ hội cũng bình thường không thấy gì vui hơn một mình ta trong núi vắng chơi với chính mình không có ai bầu bạn cả cũng chẳng có cần điện thoại chẳng cần một phương tiện chi nhưng lòng ta cũng tràn đầy niềm nghĩ lạc thành công rồi nghe khi chúng ta có tu tập thì cái việc này tự nhiên các vị sẽ thể nghiệm được thôi chứ không phải là cái chuyện mình mời mọc hoặc là mình dụ các vị để các vị tu có lợi gì cho mình đâu mà <laughs> khuyến dụ các vị do vậy thưa các vị cái chuyện siêu tam giới này đó là một từ ngữ như như xa vời nhưng mà gần nhất là chi làm chủ được buồn nhẫn ngán thương làm chủ được lo âu phiền muộn làm chủ được những nỗi niềm sinh ra trong ta những nỗi niềm do người khác trút vào ta Ngay đây hạnh phúc chưa hạnh phúc nghe thưa các vị này của này tiền này nhà cao cửa rộng này giàu có đến mức độ nào làm tổng thống hay là người giàu có của cả họ một hành tinh đi nữa thế nhưng mà họ vẫn khổ là do vì những tác động bên ngoài của hoàn cảnh xã hội của thiên nhiên của môi trường của bạn loại hữu tình sinh và diệt ai chẳng buồn khi có người thân ra đi ai chẳng sầu não khi bị người thương yêu mình hất hủi hoặc là phản bội hoặc là nguyên rủa chưa với mình hoặc quay lưng với mình Ai chẳng xót xa, ai chẳng buồn thảm khi những cái ấn tượng về đời sống, những ký ức của ta về nỗi, nỗi buồn, niềm vui, nó dồn nhập, nó tràn về. Dường như dòng thác lũ, nó cuồn cuộn nó nhận chìm ta. Thế cho nên, thưa các vị, chưa nói chuyện siêu tâm giới nha. Hãy nói chuyện rất bình thường. Đó là sống giữa đời sống bình thường này. Là một người có tu thì các vị vượt thoát được cái nỗi khổ của hoàn cảnh bên ngoài, rớt vào đời sống của ta của mọi cuộc vô thường đánh đi bao người thân không có thể làm cho ta sao động bất an chìm liễm trong cái nỗi khổ sầu bất hạnh và quan trọng hơn nữa là những đêm dài lặng lẽ những mùa đông kéo dài ủ ê đó những nỗi niềm cho tâm thức cất chứa những ký ức bé thơ ký ức tuổi lớn vân vân nó có tràn về ta mỉm cười nhận diện nó một cách rất bàng quan thế thì ngay hiện đời chưa nói gì đến cái chuyện vượt thoát tam giới các vị đó vượt thoát được buồn giận bất an ưu tư sầu não nói như vậy không hàm nghĩa rằng là mình tu rồi trở thành vô cảm nghe không bén nhại vô cùng có một cảm xúc vô cùng tinh tế thế nhưng mà người đó làm chủ đời sống mình không bị ai dắt dẫn không bị nỗi buồn niềm vui trong mình nó sổ mũi dẫn đi đừng nói là thiên hạ dắt dẫn được nghe Người như vậy mới là một con người Đáng sống những tháng ngày trên trần thế Tại sao? Tại vì người đó thưa các vị Họ sống phơi phới Họ sống nhiệt tình Sống hỷ lạc Sống tràn đầy niềm vui Không có nỗi buồn nào đông lại trong đời sống họ Một trăm năm của đời người Ví như chúng ta phàm phu Ta kiếm được chút xíu niềm vui trong ngày Khó khăn lắm nghe Thế nhưng mà con người kia thì niềm vui nó trả đầy dưới đất nó trải đầy trong giấc ngủ luôn và nó trải đầy trên đường đi thế thì ai lời hơn ai cho nên thưa các vị cái từ này các vị nên hiểu nhiều cấp độ nghe và siêu tam giới này nó không phải là cái gì xa lạ cả chỉ là một việc đó là các vị tin vào tự tâm tin vào tự tâm thì các vị tin pháp đại thừa pháp đại thừa này cũng gọi là là chế là con thuyền lớn là con thuyền pháp thân chở các vị đi vô biển pháp thân của chư như lai. Hay nói cách khác là con thuyền rất lớn chở đời sống ta đi vào biển cả giải thoát nghe. Nương pháp này, thưa các vị, điều thứ nhất đó là cái công năng tu của các vị không tốn là bao nhiêu Thế nhưng mà cái lực dụng của pháp này Đẩy các vị đi vào biển cả giải thoát vô cùng đơn giản Điều thứ hai Nương vào tự tâm tinh pháp đại thừa như thế này Thì các vị có được lực dụng của thập phương tam bảo gia hộ Chư Thế Tôn vào nước bàn Nhưng mà vẫn còn ở trong cái trạng thái tâm bất động Chứ chưa phải là biến mất Bàn bạc trong hư không lực dụng của Phật luôn có mặt nghe, người ta chúc nhau trong những ngày Tết nên là chúc sống được trong ánh quang minh của như lai là. là chúc cái gì vậy? Lúc nào cũng sống được với pháp, lúc nào cũng sống được trong ánh quang minh của như lai có nghĩa là chi Có nghĩa là luôn sống với tự tâm nghe, sống với tự tâm nghĩa là sống với pháp đại thừa, sống với pháp đại thừa nghĩa là nương con thiền pháp thân này để ngay hiện đời có được cái sức mạnh của tự chủ là một có sức mạnh để tiến đạo là hai và có thể trong một đời đoạn sạch truyền não lộ hoặc chứng nghiệm được thể pháp thân thành tựu được tự giác chứng nghiệm được quả giải thoát đây là mình giải thích cái câu này để cho các vị biết rằng là thâm nhập vào đây thì các vị sẽ có khả năng tự mình làm hoàng đế chính mình ngát ta đã từng làm cái ăn mài lâu quá <laughs> cứ đi xin xỏ thiên hạ giờ thôi hãy làm hoàng đế đi cái trò chơi làm ăn mài đi xin của người ta cực lắm rồi xin thì người ta vui thì người ta cho ta buồn người ta không. không, cho hoặc ta cho rồi tôi ghét mình ta giật lại làm gì nháo cho nên thưa các vị pháp đại thừa tặng cho các vị một món quà vô cùng to lớn là các vị là chủ nhân của đời sống mình mà hoàng đế của chính mình không có gì tội nghiệp bằng Một đời sống mà cứ vẫy đuôi Giống như cái con gì đó <laughs> Mình kể cái chuyện vui này trước khi mình nói cái chuyện đạo lý Các vị biết rằng là Đôi khi nó thương con chó hơn cả thương người thân nữa Và mình quan sát thử là tại sao Do vì Con chó nó không biết nói Cho nên không có cãi với mình được ông chủ nó nói sao nó không cãi được đây là điều thứ nhất nha thứ hai con chó dễ thương là do vì anh đi đâu anh về nó ngoắt đuôi gần như gãy cái đuôi do vậy cho nên người ta có thể ghét con người nhưng không ghét chó được là tại vì con người còn cãi con người không biết bẫy đuôi con chó nó biết vẫy đuôi nó mừng và con người thì không có chuyện đó bao giờ khi anh vui thì anh vẫy đuôi anh đón chào mình một cách rất là là tử tế khi anh buồn ảnh thuận mặt nó đó là làm gì nhau do vậy cho nên thưa các vị hãy làm hoàng đế hàm nghĩa rằng là ta ban phát cho thiên hạ niềm vui hạnh phúc ta tặng cho thiên hạ những món quà là lòng yêu thương triều bến của ta nhưng mà không cần ai hoàn tác lại nói một cách chảnh trẻ đó là thương tôi có phước ba đời với anh đó không thương tôi thì tôi cũng sống ngang tôi cũng hùng hổ tiến lên, tôi không có vì lý do anh không thương tôi, rồi tôi khổ tôi chết, không có chuyện đó bao giờ. nếu thương tôi, sống với tôi, thì tôi sẽ hiến tặng cho anh món quà hạnh phúc. còn nếu không thương tôi, thì cuộc đời tôi cũng thăng qua thôi. Và có như vậy thì các vị mới là hoàng đế, bằng không thì chúng ta cứ vẫy đuôi sinh sỏ hãy tin tôi, tôi rất thủy chung, hãy tin tôi, tôi là người dễ thương. và dường như không tin tôi, không thương tôi thì tôi tự giận đó. Thế thì thưa các vị, cả đời chúng ta chỉ có làm cái ăn xin thôi nghe. Ăn xin thì rất tội nghiệp. Thương thì bố thí vài đồng, không thương thì không bố thí. Thậm chí bố thí rồi, buồn đời lấy lại, ai làm gì nhau. Cho nên nên nhớ, Pháp Đại Thừa tặng cho mỗi người đến với công trình tu này là một vị hoàng đế của chính mình. Đây là điều đầu tiên giải thích cái chủ đề chúng ta chia sẻ hôm nay. Thế là điều thứ nhất Bất khả dĩ nhãn kiến Vì khả dĩ trí tri nghe Ý cái gì trong đây Thế cái gì Pháp đại thừa Là tâm Và cái tâm không sinh của các vị là Pháp đại thừa Tâm không sinh của các vị là thiền đúng ngộ cái tâm bất sinh bất diệt của các vị là như lai thanh tịnh thiền nhiều từ nghe điều thứ nhất từ ngữ này cần nên học nè điều thứ nhất là pháp đại thừa thứ hai cũng là thiền đấu ngộ thứ ba cũng là như lai thanh tịnh thiền ba cái chữ này ba vấn đề này nó gom lại một chữ tâm thôi nghe và tâm này đó là phật tâm đó là tâm bất sinh diệt và tâm bất sinh diệt này là cái tự thể của các vị cái bản chất của các vị đang có đang sở hữu đây thế là mình cũng phải trở lại cái điều mình nói thế là các vị nhận ra cái gì là tâm bất sinh diệt cái gì là cái năng lực chiếu sáng và các vị đang sở hữu vậy nhìn ngay hiện giờ chẳng ra ngay ngay này đứng này ngồi này đi này nghiêng đầu nhớ mắt nhớ mày cái chuyện đó xảy ra của thân nghe còn cái tâm này năng lực này nó đang thấy thân này đang đi đang đứng đang nói đang cười đang ngồi đang nằm đang nhớ mắt nhớ mày đang co đang duỗi đọc vào tăng chi bộ kinh đức phật nói rằng thầy thì kheo thọ trai xong rồi thì các thầy phải lựa một chỗ vắng bên mé suối bên cánh rừng bên gốc cây ngồi thiền tọa để chánh niệm phía trước để an trú trong chánh niệm để thực tập đó là một câu nói dạy chúng ta trú trong trạng thái tâm này để tu tập câu thứ hai trong tăng chi bộ kinh hay hơn nữa vị thì kheo có chánh niệm có tu tập thì vị đó khi đi biết mình đi khi đứng biết mình đứng khi ngồi biết mình ngồi khi nằm biết mình nằm khi co khi duỗi khi nheo mắt những mà khi nhai khi nuốt khi dở khi bước khi đạp đều nhận biết thế thì cái gì vậy thưa các vị vận dụng cái tâm bất sinh bất diệt này cái năng lực đang quan sát này cái năng lực đang biết và vô niệm này chiếu sáng toàn thân chiếu sáng toàn thân được thì nó chiếu sáng luôn buồn giận ghét thương chiếu sáng góc gác đó là chiếu sáng luôn tham sân si tức là tam đạo Thế cho nên an trú ngay nơi tâm là an trú nơi Pháp Đại Thừa. Và an trú nơi tâm cũng là tu tập thiền đúng ngộ. An trú nơi tâm cũng hàm nghĩa rằng đang tu như lai thanh tịnh thiền nghe. Và cái trạng thái tâm này, nhìn cho tỏ, thì nó không phải là sắc là màu. Dọn ngược về bên trong, thì nó không phải là mắt mũi tay chân. Dọn ngược về bên trong nữa, thì nó không phải là buồn vui hận giận sâu vào bên trong nữa thì nó không phải là ý thức của các vị đang nghĩ suy rầm rì những câu nói nguyên thiên trong đây những ý niệm tốt xấu phải quấy trong đây đều không phải là tâm đó không thể dùng mắt thấy chỉ có thể dùng trí để biết được thôi thế nào là trí để biết khi các vị lọc ngang qua những cái tầng đối tượng bên ngoài bị quan sát này sơn hà vũ trụ này sao này mặt trời này con người này hành tinh này động vật vân vân là các vị dội ngược về bên trong các vị nhìn cái này thân của tôi mắt của tôi mũi của tôi tất cả những cái đều là đối tượng đang bị quan sát nhìn sâu hơn này buồn này vui này hờn này giận là tôi ơi không là đối tượng đang bị tôi quan sát nha rồi các vị nhìn vào dòng ý thức của các vị nó đang cuồn cuộn đi ngang qua là tối ơi. Không, nó chỉ là đối tượng đang bị tâm tu quan sát thôi. Thế thì cái tâm này nó loại trừ, nó phi tất cả thứ. Không phải là tất cả thứ mà chúng ta liệt kê. Thế rồi, ngoài tất cả thứ đó, cái gì là tâm? Thưa các vị, cái thầm nhận biết, cái khả năng quan sát, nhận biết được đây là buồn, đây là vui, cái đó là tâm là tâm bất động, tâm vô sinh, tâm vô diệt, tâm Phật đây. Nhìn ra được từng dòng chữ đi ngang qua như một tràng dài của máy phim đã chiếu chữ để quảng cáo. Thưa các vị, thì máy phim đang chiếu chữ là ý thức của các vị. Còn cái năng lượng tâm là ngọn đèn đang chiếu sáng hay là cái con người đang quan sát. Đích thực là tâm bất động, tâm vô sinh, tâm Phật đây đích thực là pháp đại thừa đích thực là thiền đúng gò, đích thực là như lai thanh tịnh thiền cái điều này không thể dùng mắt thấy không thể dùng tai nghe không thể dùng mũi ngửi không thể dùng lưỡi để nếm không thể dùng ý thức để thăm dò chỉ có thể dùng trí vô sư gọi là trí vô phân biệt nó hàm nghĩa rằng năng lực nhận biết mà không nói năng thì thầm không đặt tên không làm gì cả chỉ biết cách đơn thuần sáng tỏ thì nhận ra đây đích thực là pháp đại thừa đây đích thực là tâm phật vô sinh do vậy khởi được niềm tin khá đơn giản nhưng cũng không dễ là tại sao tại vì nếu là người chưa có niềm thiết tha chưa đi vào công trình tu tập chưa có một khát vọng vượt thoát khỏi ba cõi mịt mà nỗi khổ của nhân gian thì không cách nào có thể thấm được điều này nghe, thấm được điều này nó đòi hỏi người đó có một cái khát vọng vô cùng lớn muốn vượt tử sinh. Điều thứ hai, cái con người đó có khi sống hàng triệu năm lên cuộc đời này đã kinh ngang qua nỗi hải hùng của đời sống tử sinh rồi, cho nên hắn sợ lắm, hắn chán vô cùng con đường tử sinh nghe, hắn không muốn lao sao giữa trần đời nữa. Điều thứ ba, căn duyên đủ sâu đã từng nhiều kiếp giao chủ nhân lành với tam bảo, phước lành đã đủ cho nên có thể nghe thì thể nghiệm được bằng không thì thưa các vị, nghe cho vui thôi. Đến để khuây khỏa trong một tiếng đồng hồ học Pháp thôi chứ còn không thấm được giáo Pháp đâu nghe. Và nếu thấm được, chưa chắc thì đi vô hành trì được, không thể sống được với điều này. Cho nên đừng có làng nhàng vô học hai ba buổi rồi chạy ra, thưa các vị mình không muốn ai vô đây học hai ba buổi rồi đi ra nghe mình nói không có cả để ai đâu mình cũng không yêu cầu các vị phải học cho đông không cần và điều này đó là một nguyên tắc của lịch đại tổ sư ngày xưa gặn lọc chứ không phải là riêng mình đâu nghe mình không phải mở cửa hàng quán bán chà phô và bán kẹo bánh bình thường cho nên thưa các vị mình không mong chờ các vị học cho vui cho khuây khỏe mà mong muốn rằng là các vị có một cái sự thiết tha rất lớn học pháp đại thừa đi vô con đường tu tập bằng không thì thưa các vị dường như một đời chúng ta đều bỏ phí đều là những kẻ lãng du trôi lãng đảng và bất biến mà hư vô thôi đây là điều thứ nhất giải thích để các vị biết rằng là pháp đại thừa này hay là tâm bất sinh này thể phật bất động này pháp tánh thân của Như Lai này. Thưa các vị, không thể dùng mắt thấy, không thể dùng tai nghe, không thể dùng lưỡi nếm, không thể dùng ý suy nghĩ để thăm dò. Chỉ có thể dùng trí của các vị là trí này từ năng lực có tu tập thực sự được gieo trồng chủ nhân rất nhiều đời mới có thể thể nghiệm được ngay hiện tiền này tâm bất động các vị đang hiện diện. Đây là điều thứ nhất giải thích. Đúng chưa? nghĩ được rồi còn gì nữa đâu nói <laughs> thế nhưng còn tới ba chục phút nữa nghe để kiếm thêm chuyện nữa mới cái phần a thôi mà chứ khó còn nghe chút nữa đi vấn đề thứ hai phần b có vấn đề siêu tam giới chứng phật tánh nghe Thưa đại chúng, rằng ai đã từng học chứng đầu ca? Có một câu tương ứng với đoạn này, mình dẫn ra đây để giải thích cái đoạn này thôi. Chứng đầu ca có một câu rất hay là Pháp thân giác liễu vô nhất vật Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật Ngủ ấm phù vân không cứ lai tam độc thủy bào hư xuất một. Thưa các vị, cái câu đầu xác định rằng thấu đạt được pháp thân rồi, thì thấy rằng nó không có một vật nghe. Là thế nào là liễu đạt được pháp thân? Xin thưa lại, liễu đạt pháp thân nghĩa là các vị thể nghiệm được tự tâm của các vị ngay hiện tiền gọi là liễu đạt pháp thân này là buồn này là vui này ưu tư phiền muộn này suy nghĩ rầm rì như phố chợ thưa các vị nó là cái đối tượng đang bị quan sát thế là cái con người đang quan sát dĩ nhiên khi tôi thấy mọi thứ thì mọi thứ không phải là tôi nghe tôi thấy các vị thì các vị là người bên ngoài tôi thế là tôi thấy những buồn những vui những lo phiền muộn và phố chợ rầm rì trong thôi do tâm thức tôi nó thiêu dệt ngàn vạn câu chuyện nó đang rầm rì cãi lộn trong đây thì tôi đang quan sát nó thì nó đều là đối tượng đang bị quan sát mà cái con người quan sát thì không hề là buồn vui không hề là ý thức rầm rì nó rộng nó lặng nó sáng nó tịch nhiên nó bất động do vậy cho nên nó, nó mới quan sát được những cái động quan sát được những cái buồn cái vui nó không là buồn vui cho nên nó thấy đây là buồn vui nó không là suy nghĩ cho nên nó biết đây là sự suy nghĩ. Thế thì liệu đạt được ngang đây thì các vị nhận ra đấy là thể pháp thân của các vị nghe. Là tâm Phật bất động của các vị. Là vị Phật thường trụ nó hình này ngũ quẩn này. Và các vị nhận ra rằng cái thể này nó không có gì trong đó cả. Không phải buồn, vui, hờn, giận, bất an cả. Nó rỗng lặng, tịch nhiên. Nó như tấm bản trắng thế này. Không có chữ gì cả tất cả chữ viết lên trên này, thưa các vị thì đến và đi bị xóa nhiều lần ngàn vạn lần thế nhưng mà bản thì vẫn trắng như vậy để cho những chữ này hiện lên nha bản tâm của các vị pháp thân của các vị rỗng lặng tự nhiên không có chữ gì cả như gương tròn sáng giữa hư không này hiện lên mọi vật mọi vật đến và đi nhưng mà gương thì vẫn như vậy như ví dụ thứ hai thưa các vị như hư không bên bông này để cho mọi vật hữu hình có mặt mọi vật hữu hình cho tới hạt bụi cho tới dễ thiên hà thưa các vị sinh và diệt nhưng mượn không thì không sinh và diệt tự tâm các vị cũng như vậy nghe rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng và cái năng lực này đừng nghĩ rằng nó đâu xa nó ngay bây giờ ngay nơi đây ví dụ đại học đây thế nhưng tâm các vị nó khởi ý niệm ý niệm rằng ôi tưởng cái gì xa lạ thế cái chuyện này nghe thầy phước tịnh nói một ngàn lần rồi ông cũng nói đi nói lại và nếu các vị đồng nhất mình vào lời phê phán ấy thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Ngáp vài ba cái, chán đời. Thôi, đóng máy thì đi cũ cho rồi. Thế nhưng mà các vị lặng lẽ nghe, các vị dội ánh sáng về, các vị nhìn coi, ổng nói như vậy mà cái gì trong ta? Thế thì thưa các vị, tự nhiên các vị sinh ra một cái niềm hưng phấn. Không phê bình, không quan sáng gì cả lắng nghe từng lời từng lời khơi động nơi tâm thức các vị để nhận ra các thể không sinh không diệt của các vị thế thì ngay hiện tiền các vị nghiệm ra rằng cái năng lực tâm chiếu sáng rỗng lặng tự nhiên hiện tiền quan sáng đây đích thực là thể pháp tân không có một vật gì trong đó cả tức là không có một ý niệm buồn vui hờn giận ghét thương nào trong đó cả không có một câu chữ thì thầm phê bình thoáng sáng gì cả nó đơn thuần chỉ là trạng thái Nhận biết tỉnh sáng hiện tiền vô niệm. Thế thôi. Nghiệm ra điều này. Sẽ nhận ra được rằng là. Cái bản chất Phật này thưa các vị. Nó đã có từ xưa nghe. Cho nên gọi là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Không cần tu. Cái này đã có. Năng lực tâm quan sáng này. Không phải là các vị tu mới có. Các vị chứng thánh mới có. Các vị đi vô thiền định mới có. Mà cái này nó đã là cái tự hữu. Tự ngàn đời ta đang sử dụng thế nhưng mà ta quên nó thôi bây giờ nhờ lời kinh của phật nhờ lời của tổ sư nhắc nhở ta nghiệm ra được cái đó là cái của chính ta cho nên gọi là phật thiên chân tức là phật chi phật tự hữu phật bản nguyên phật tự có không cần tu tập mới thành phật cái bản chất phật này là cái đã có thế nhưng mà ta quên bây giờ tu tập chẳng qua là một ngôn ngữ nói trong đời thường để chúng ta có thể có được cái ý niệm đi vào công phu thực tập nhưng mà kỳ thực không phải là làm gì thêm cả đơn thuần như là sống lại với cái này gọi là tu nghe và khi liễu đạt được pháp thân vốn không có gì thì các vị đã nghiệm ra được thể phật tự hữu của các vị gọi là bản nguyên tự tánh thiên nhân phật là như vậy Thí nghiệm ra điều này rồi thì chuyện gì phát sinh? Thấy rằng này sắc này thọ này tưởng này hành này thức này năm ấm nó đến nó đi nó sinh diệt nó không phải là ta ngay bây giờ mình có chút công vô tu và có chút hiểu biết đi vào con đường học hỏi thiền thì các vị đã thấy ta là người quan sát năm ấm chứ ta có phải là năm ấm đâu Thân này, nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm là ta ơi Không. Đó là hình thể vật lý. Ngoài hình thể vật lý này, ta còn là một người làm chủ hình thể vật lý này. Ta biểu nó đi uống nước. Chỉ cần khởi ý đây thôi, là nó đứng dậy nó đi lấy cái ly. Và ta không cần ra lệnh rằng là mi phải đưa cái ly nước vô miệng gì cả. Nó tự động biết việc nó phải làm. Thế thì cái năng lực tâm này, thưa các vị. Thứ nhất, bán nhạy thứ hai bên mông thứ ba màu nhiệm diệu kỳ không cần tác ý gì cả mà các vị có quyền sai sự hình hài vật lý của các vị đứng đi một cách rất bình thường và các vị nhìn ra được điều này các vị thấy rằng là năm ấm này nó đến nó đi nó sinh nó diệt không dính gì với cái thể bất động của tâm vô sinh cả không dính gì với pháp thân như lai của ta cả cho nên gọi là năm ấm nó như mây nổi là bài qua bài về cho vui thế thôi do vậy Đang đến một trình độ liễu ngộ nào đó tu đến một trình độ nào đó người ta có quyền xả hình hài này, này một cách nhẹ nhàng nghe không bám víu vào nó và khi nhìn được điều này thì các vị nhìn vào nội dung của năm ấm này này là tham này là sân này là si là chi nó sinh nó diệt như bọt biển thôi như những hòn bọt chạy trên dòng sông thôi và chưa cần liễu ngộ đạo gì sâu xa nghe ngay bây giờ học pháp biết cách hành trì các vị đã nhìn ra điều này nghe các vị quan sát coi có cái buồn nào cả ngày không không buồn rồi hết rồi ta sợ cái buồn này nó biến mất đi cho nên ta lại gọi lại cái nỗi buồn này để làm của gia bảo ta cất nó vào lòng để lâu lâu khoe với thiên hạ rằng tôi cũng có nỗi buồn chứ kỳ thực bản chất của mọi thứ tham sân si thưa các vị nó đều hư phù nó đều giả vờ nó như những hòn bọt nổi trên dòng nước thế rồi nó trôi một đoạn thôi rồi nó tan đi tan đi nó về đâu vậy trở về với nước nghe rồi các vị nhìn hiện tượng buồn vui hờn giận của các vị nó sinh rồi nó diệt gì đâu vậy nó sinh không thấy nó từ đâu sinh cả nó bắt chợt nó khởi là thế rồi nó diệt chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả nó tiêu dung vào biển pháp thân nghe do vậy ngộ được pháp thân vốn là không một vật thì người ta nghiệm ra được rằng là năm ấm nó chỉ là mây nổi lại qua nhưng bầu trời vẫn thế nó đến nó đi gì bầu trời vẫn trong hàm nghĩa rằng là thể pháp thân luôn lòng lộng luôn bát ngát luôn mênh mông như vậy một hình hài sinh diệt mắt còn không nghĩa lý gì đối với người thấy được đạo đó nghe từ điều đó nhìn sâu vào trong tự thể thì thấy rằng những cái tham sân si phiền não bất an thưa các vị nó vốn là những chiếc bọt nổi Với dòng sông vỡ trở về dưới biển nổi thì từ biển lên cũng như vậy từ tâm ta nó sinh khởi bất chợt như vậy rồi nó vỡ ra thì thưa các vị trạng thái rỗng lặng tự nhiên vẫn y nhiên như vậy nói như thế không hàm nghĩa rằng là mình tu đến một lúc nào đó mình thành đạt được trí tuệ giác ngộ rồi thiền não nó nổi không không có chuyện đó nghe đọc kinh năng nghiêm thì thấy còn phàm vô như ta thì thưa các vị mỗi lần buồn vui hằng giận đến mỗi lần lo âu phiền muộn bất an đến ta thấy ta là nó ta chìm ngập trong đó ta khốn khổ với nó thế nhưng mà khi bắt đầu đi vào tu hiểu một chút đạo lý đã làm được điều đó là chi này vui, này buồn, này lo âu, này phiền não, này bất an nó đến nó đi nó sinh nhiệt là chuyện của nó không dính chị ta ta đang lặng lẽ quan sát nó bắt đầu đi vào công phu tu đã như vậy huống nữa càng đi vào chiều sâu chú trong thể pháp thân rồi thưa các vị không có chuyện xin khởi phiền não lại đâu nghe khi ta đã gạn lọc hết mọi cấu trần của tâm tâm đã thuần là bạch pháp là pháp làm thì chỉ có một việc nó xin thì nó xin cái chi xin từ bi xin trí tuệ xin phương tiện xin pháp độ sinh thôi chứ còn không có xin cái thứ phiền não vẫn vơ như phạm phu chúng ta đây là vấn đề thứ hai giải thích để các vị thấy rằng siêu tam giới chứng phật tánh nó không có hàm nghĩa rằng là bay về cảnh giới nào ngay bây giờ ngay nơi đây ngay nơi thân tâm này vượt thoát ba cõi sáu đường chứng nghiệm được thể pháp thân thành tựu vị phật ngay hiện tiền vị phật này đó là vị phật bản nguyên là vị phật thiên chân đây các vị cho nên vị phật này thưa các vị muốn có hiệu dụng như những đức như lai phóng quang thì chúng ta đòi hỏi phước đức phải hằng sa kiếp nhưng mà ngay một kiếp này nghiệm ra được vị phật pháp thân này thì các vị đã có thể làm chủ đời sống mình như một vị hoàng đế không còn bị dắt dẫn bởi buồn vui và cuối cùng cuộc đời thanh thản không bị dắt dẫn bởi nghiệp thức của ba cõi sáu đường kéo lôi các vị có quyền chọn nơi tái sinh các vị có quyền hành bồ tát đạo hoặc có quyền trú trong thể niết bàn để viên mãn pháp thân cái này khi liễu ngộ rồi thì tự ta có đường đi quyết định và vận mệnh của mình thôi đây là ý thứ hai giải thích cho nhau nghe. Thế rồi điều thứ ba. Thêm một điều nữa là hồi hướng. Cái câu này thưa đại chúng rằng mình lấy ý từ trong bác đại nhân giác kinh nghe. Điều thứ tám của giác ngộ. Câu kết là thừa pháp thân thiền chí niết bàn ngạc. nương con thiền pháp thân đi vào niết bàn ở nơi đây nương thiền pháp thân là nương cái chi thưa các vị nương vào tâm của các vị để đi vào quả vị giác ngộ và mười phương chư như lai đều như vậy chứ không riêng gì các vị tổ sư và các vị đạo sư hiện tại thưa các vị nếu thấu đạt được điều này thì các ngài cũng phải làm cái việc như chúng ta thôi nương thiền pháp thân đi vào biển Niết bàn hay là đi đến bờ Niết bàn là thế nào nương thiền pháp thân đây là một từ ngữ nó gợi hình ngang. có nghĩa rằng năng lực tâm vô niệm của các vị khả năng quán chiếu của các vị hay là cái tâm nhận biết của các vị nó là mênh mông ngang nó to lớn lắm và cái diệu dụng của nó đặc biệt kỳ lạ nghiệm ra được điều này sống được với điều này thì thưa đại chúng rằng là các vị điều thứ nhất là được cái sự hộ niệm của thập phương chư như lai trong cảnh giới nước bàn đang hộ niệm các vị lịch đại tổ sư cũng đang ở trong nước bàn giữ tâm hộ niệm các vị nghe ngộ được điều này sống với điều này thì các vị được lực dụng của mười phương hiền thánh hộ niệm cho nên cái lực dụng vô cùng mạnh đây là điều thứ nhất điều thứ hai nhìn bằng con mắt phàm thường nếu chúng ta tu một cái pháp đối trị là nếu có buồn, có vui, có hờn, có giận thì mình niệm Phật râm ràng đi nữa. Thưa đại chúng là không chắc gì các vị làm cho buồn, giận, các thương. Nó có thể biến mất bự vô. Nó nằm một góc tâm. Nó đợi cơ hội. Rồi cái cơn thịnh nộ rồi nó khởi lên thì này giận, này buồn nó liền sinh khởi nghe. Đây là một pháp đối trị. Thế nhưng nương pháp tân thuyền nghĩa là các vị nhận diện được đây là buồn đây là vui Thông thả làm tĩnh tại làm làm một cách nhẹ nhàng vô tư thế nhưng mà khi ta quan sát được những nỗi niềm sinh ra trong ta thì nó liền tan biến nó như tuyết và năng lực tâm quan sát đó là tuệ bát nhã đó là ánh nắng mặt trời chiếu sáng hết mọi khối băng cho nên tất cả những cái thứ cô động trong tâm thức cá vị như buồn như vui như hờn như giận như tham sân si liền tan biến lực dụng của nó kỳ vĩ như vậy cho nên nương thiền pháp thân là nương nơi tự tâm của các vị để độ cái chi độ tan giới mộng mỹ này độ một sinh thân quyển hóa này và thưa đại chúng rằng là khi ta hiểu được điều này liễu đạt được điều này thì các vị càng tu càng thấy lực dụng của công vô tu nó vô cùng giản dị điều thứ hai rất mạnh điều thứ ba hiệu quả nó vô cùng lớn nha tự nhiên, mình không bị ai thao túng. tự nhiên, niềm tin mình rất vững. và cũng tự nhiên, mình cảm thấy mình có khả năng làm chủ đời sống mình. đây là những điều tất nhiên khi các vị nương vào tự tâm của các vị, thì điều xảy ra đó là càng ngày lực tu của các vị càng mạnh. và cái kết quả hẳn nhiên đó là cái điều phải đến là đến niết bàn một cách rất ư là tự nhiên thôi. Bản chất của tâm đã là Niết Bàn rồi Bản chất của tâm đã là Pháp Thân Bản chất thực của tâm giống là Phật rồi Cho nên thưa các vị Nương vào đó nghĩa là các vị Một bước liền nhảy vào biển Pháp Thân Tan biến vào biển Pháp Thân Có nghĩa là đang sống với thể Niết Bàn Tịch diệt của tự tâm nghe Cho nên thừa Pháp Thân Thiền Chí Niết Bàn Ngạn là như vậy Đây là câu từ trong bát Đại Nhân Giác Kinh được mình dẫn ra Đó là ý thứ nhất Ý thứ hai, cái tầng đầu đó là tầng thâm sâu nhất. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta căn cơ nó còn ở thấp lè tè vậy. Cho nên dẫn dụng để cho các vị bò từng bước đi vô nghe. Thứ hai là nương cái chi? Thưa các vị, nương vào bạch pháp. Bạch Pháp là chi? Pháp lành Nương vào những nghiệp lành chúng ta tu tập Để có thể phước là một tuệ là hai dần dần thành tựu nghe kỳ thực rằng là nếu không đủ phước điền thưa các vị nghe kinh văn đại thừa không vô được không đủ phước điền không thể tin tự tâm được không đủ phước điền không thể học vào giáo lý đốn ngộ được đâu nghe và nếu chưa xây dựng được cái nền tảng phước điền vững vàng tập tè đi vô cái cửa ngõ của pháp đại thừa học về liễu đạt tâm thưa các vị đôi khi các vị bị tạp độc nhập tâm tức là bị phản ứng ngược phản ứng ngược là chi tự nhiên hiểu thì không tới nơi tu tập pháp thượng thừa thì chưa nắm được nhưng mà lại học đòi cái cách của phàm tâm là phê bình phán xét bỏ hết những cái pháp căn bản là nhân quả tội phước kính phật trọng tăng học phật pháp và tụng kinh lại phật niệm phật xã hội thưa các vị tất cả những cái điều làm nên nền tảng Phước hữu lậu này ta không thèm làm trong khi pháp đại thừa chưa hiểu phương pháp hành trì chưa thông và chưa liễu đạt được tự tâm một cách tỏ tường cũng chưa có niềm tin với pháp đại thừa thế rồi buông hết những cái phần nền tảng thì đây là một tai họa. nhiều thầy dạy về pháp đại thừa thưa các vị không chỉ cái con đường liễu đạt tâm và cũng không có thiết lập một cái nền tảng vững như thế này cho nên làm thành một cái tệ nạn là có một số Phật tử chẳng hiểu vô tê chi mở miệng ra bằng một cái tâm thức đầy thị phi ganh tị đầy hắc pháp rồi phê bình phán xét, nguyền rủa chửi bới và thưa các vị tự nhiên gây cái nghiệp tội cho miệng và gây nghiệp tội cho thân và cái tội nghiệp nhất là tự nhiên quay lưng lại quỷ bán tâm bảo. Và mất niềm tin với các thầy thì còn tha được nha. Tại vì đời sống các thầy có thể thế này thế khác. Không quan trọng. Thế nhưng mất niềm tin với Phật Pháp. Đây là điều tội cho chính mình. Và có khi đọa nhiều kiếp. Không có cơ may học Phật Pháp. Thế cho nên nên nhớ. Điều đầu tiên. Nương Bạch Pháp nghĩa là chi? Thưa các vị. Tu tập đầu tiên là tu tập phước hữu lậu làm nền tảng nha điều thứ hai học pháp không biết mỏi chưa bao giờ học phật pháp mà dư nghe chưa bao giờ đọc kinh mà dư mình nhìn thấy một số thầy họ nghĩ rằng họ đã học được đến một ngần nọ ngần kia họ coi giáo phóng của đức phật như là đã đủ rồi không cần thiết nhưng mà thưa các vị mình hứa lòng rằng một đời này mình không làm việc gì khác ngoài việc đọc kinh phật hứa lòng rằng một đời này không làm gì khác ngoài cái việc đó thiên. cái chuyện dạy học cái chuyện đi lang thang đó đây là cái gì cực chẳng đã thôi nghe và không có gì tuyệt vời bằng ba năm dịch bệnh mình ngồi yên một mình một cõi để lần mò dở từng trang kinh có phật ra đọc và thưa các vị mình đọc cho tới nếu mình còn đủ thông tuệ, đủ khỏe mạnh, trí mình còn sáng, đọc tới 100 tuổi, vẫn chưa hết kinh của Phật. Và phát nguyện rằng đời đời kiếp kiếp sinh ra con được làm đệ tử của Phật để được đọc kinh của Phật, đọc lời dạy của Phật, tu pháp môn của Phật thôi. Mình nhìn thấy một số các thầy còn trẻ trung, thưa các vị, họ vinh vào cái cớ là hiểu biết ba chút Phật Pháp, rồi tho mở vào môi nói trơn để rồi vinh vào cái cớ là tôi nói pháp thoại tôi không nương vào lời kinh đây là một sự sai lầm vô cùng lớn nha là một tăng sĩ phát nguyện đầu tiên là một đời dân hiến sinh mạng của mình cho công trình học phật ạ nếu chưa thiết lập được điều này nghe mấy ông thầy vớ vẩn bảo rằng là chỉ ai di đà phật là đủ là thưa các vị phản bộ giáo pháp như lai đây là những người nghịch tử của như lai kinh sách thế tôn còn tới hôm nay thưa các vị qua bao nhiêu thế hệ thánh tăng duy trì từng vượt qua ngang qua sa mạc Gobi, từng bỏ sát ở biển đông để duy trì cái nền phật pháp cho chúng ta học cho nên là người tu học thiết lập nền tảng căn bản học pháp không biết mỏi đọc kinh không biết mỏi tụng kinh không biết mỏi lễ phật không biết mỏi nghe đây là điều thứ hai phải nhớ Điều thứ ba. Thưa các vị, đừng coi cái chuyện tu tập tỏ thiền, tụng kinh, niệm Phật là cái việc trả nợ quý thần nhé. Hãy coi hạnh phúc vô cùng tuyệt vời, vô cùng may mắn, vô cùng ta được niệm một câu Phật, được đảnh lễ một vị tăng, được học một bài pháp, được ngồi tỏ thiền. Lòng tràn đầy hướng phấn, lòng tràn đầy hỷ lạc, khi có điều kiện tu tập và nếu chúng ta làm được điều này thì mới có cơ may mình lặp lại nha mới có cơ may thể ngộ được pháp đại thừa mới có cơ may liễu đạt được tâm còn nếu các vị còn chưa xây dựng được cho mình những cái đặc tính như thế này thì thưa các vị đừng hòng bước vô cửa đạo để có thể liễu ngộ được tâm đừng có ba bảy hai ngày chạy vào chạy ra cái lớp rung này nha tốt nhất là đừng bao giờ bước vô lớp học này còn bước vào đây thì thưa các vị hãy chịu khó đầu tư đời sống mình toàn bộ thân tâm của mình cho cái công trình tu học bằng không thưa các vị chỉ là chuyện khuây khỏa tháng ngày cho vui chứ còn không đi đến đâu được rất uổng cho một đời và mình vô hình trung mình làm thành cái chuyện là nấu khoai không chín rồi nó sượng sượng thế này thì vứt đi củ, củ khoai nhé nhớ một là nấu cho nó đàng hoàng để có cái nồi khoai chính. Còn không thì thưa các vị, thà đừng nấu, thà chìm trong vô minh cả đời. Còn có cơ may gặp Phật Pháp, còn nếu chúng ta cứ cái kiểu hững hờ qua ngày, thưa các vị, đây là cái điều rất tội cho một kiếp sinh linh. Đây là ba điều chúng ta nói, tinh tâm là tinh Pháp Đại Thường. Cuối cùng, có một cái kết nơi đây hứa nhau rằng bữa nay nghỉ sớm 15 phút ấy. một không dễ khởi niềm tin chánh pháp hai ý đây đọc cho các vị nghe ý thứ nhất không dễ khởi niềm tin chánh pháp huống nữa là tin vào pháp đại thừa khi căn cơ chưa thật sự trưởng thành ý thứ hai mười phương chư như lai còn nuôi dưỡng mình bằng bạch pháp trong điều kiện của tam độc ta hãy an nhẫn trong cuộc đời đầy bất trắc này học hạnh thánh gian để thành tựu sự nghiệp giác ngộ nghe ý mình muốn nói điều gì trong hai câu kết luận này điều thứ nhất thưa các vị khởi niềm tin chánh pháp không đơn giản đừng nghĩ rằng mình quy phật đừng nghĩ rằng cha trường là đã có niềm tin chánh pháp nghe đôi khi là những thầy những cô tu chưa chắc đã có niềm tin chánh pháp đừng nói cái chuyện những người cư sĩ vớ vẩn mất công nghe tin chánh pháp nền tảng nó như bao lần chúng ta chia sẻ là cái nền tảng là tin nhân quả tổ phước trước cái đã sau đó tin vào phật pháp tăng dù rằng có những giai đoạn lịch sử sự suy trầm của tăng già thế nhưng mà chánh pháp của như lai vẫn còn có mặt giữa nhân gian nghe đừng có nghe thiên hạ nói rằng đòi mặt pháp rồi tu mau kẻo trễ thưa các vị điều này dường như nó không đúng đâu tâm thức ta nâng đến một cái mức độ nào đó thì ta học được chánh pháp ở mức độ ấy niềm khát khao ta mạnh bao nhiêu thì gõ cửa cửa sẽ mở gọi đò đò sẽ qua nghe. đừng nghĩ rằng bây giờ là thời mạt pháp do vậy cho nên niềm tin chánh pháp còn chưa dễ xây dựng huống nữa là các vị tin vào đại thừa tin vào tử tông tin vào pháp nhận biết được mọi thứ phiền não thì tôi không phải là phiền não mà tôi là người đang quan sát phiền não tin rằng cái đang quan sát ấy chính là tâm phật của tôi thì điều này thưa các vị nó là một loại thách thức vô cùng lớn không dễ khỏi niềm tin đâu nghe nếu lòng chưa thiết tha nếu căn cơ chưa đủ dày nếu phước điền còn mỏng thì thưa các vị có thể các vị móc mé bờ nghe cho vui thôi nhưng mà không thể tin được điều này càng không thể đi vào pháp hành trì cho nên nhớ phải đầy đủ những yếu tố cần thiết các vị phải tạo nó ngay bây giờ điều thứ hai mười phương chư phật điều nuôi dưỡng bạch pháp nghe điều nuôi dưỡng pháp lành điều nuôi dưỡng năng lực học phật điều nuôi dưỡng tâm của mình đầy đủ phước đầy đủ trí và có khi thưa các vị không phải đơn thuần để có thể làm được điều này thế rồi chúng ta cũng trong điều kiện như mười phương cho phật đang có lòng ta cũng đầy tâm độc hoàn cảnh sống của ta cũng đầy bất trắc cho nên đừng chạy trốn phương nào đừng nghĩ rằng tôi bỏ chỗ này đi chỗ khác mà có được điều kiện tuyệt vời để các vị tu tập thành tựu được Của vị giác ngộ nghe ngay nơi đây ngay nơi thân tâm này ngay nơi hoàn cảnh này ngay nơi những buồn vui tam độc đang có mặt trong người này này khéo tu tập thì các vị thành tựu được sự nghiệp giác ngộ ngay một đời không khéo thì sao không khéo thì mất một đời mất luôn ngàn vạn kiếp không có cơ may gặp Phật pháp Chấm dứt. Vô cùng hạnh phúc khi được dừng lại ở đây. Bây giờ chuyện phải làm. Chắc hồi hứa.